Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Tân Mùi Tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long giờ Kỵ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lọ bảng thổ, ngày tân mùi, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lọ bảng thổ, kỵ tuổi, ất xỉu, đinh xỉu, ngày thổ hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành màu cục xung với xỉu, hình xỉu, hải tý, phá tuất và tuyệt xỉu. vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý xỉu, đinh xỉu, ất dậu ất mão tuổi xung trong tháng tuổi quý dậu kỷ dậu ất sửu ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao âm đức tốt mọi việc sao mạng đức tinh tốt mọi việc sao tục thế tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao kim đường hoàng đào tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao đại hao tự khí quan phú xấu mọi việc sao hỏa thai xấu đối với xây dựng nhà cửa đổ mái sửa sang nhà cửa sao nhân cách xấu đối với việc giá thú khởi tạo sao trùng phục kỵ về giá thú an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng tây nam và sau đây mà các bạn muốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi tí thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tý, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tí mùi tương hại, cái điều này gây ra không ít rủi ro và tai ương cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay. Dù bạn đã cố gắng thận trọng hết mức có thể, song bạn vẫn không thể tránh khỏi được những lời gièm pha, cản trở của những kẻ tiểu nhân, khiến cho công việc của bạn gặp nhiều khó khăn, tín đỏ bị chậm lại đáng kể lại thêm trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý đang có sự tác động của thiên quan chiếu mệnh cái chuyện tình cảm của bạn cũng không được êm đềm hai bạn có thể tranh cãi vì những hiểu lầm nhỏ nhặt những chuyện thị phi vây quanh khiến cho bạn tuổi Sửu cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích hết lần này tới lần khác tình cảm cũng vì thế mà ảnh hưởng phần nào và ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày của thủy thổ xung khắc về tình hình sức khỏe của bản mệnh không được khả quan cho lắm lúc này bạn cần nhất là phải sinh hoạt cho điều độ nghỉ cơi thư giãn tích cực rèn luyện và chăm sóc cho bản thân mình thật tốt về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, tiểu nhân ngáng trở, gặp nhiều rủi ro. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, dễ bị diệm pha, công việc gặp nhiều khó khăn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ về tình cảm bị giản nứt vì có sự hiểu lầm từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cố gắng giải thích nhưng không nhận được sự tin tưởng từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc sức khỏe bất ổn, cần nghỉ ngơi thư giãn kịp thời. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, đây không phải là một ngày may mắn cho bạn. Cục diện này là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh cãi với đồng nghiệp, vợ chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em nữa. Và với bạn tuổi Sửu dù có bất cứ hoàn cảnh nào, bạn mệnh nên nhớ là một điều nhìn chín điều lành. Đừng có cố gắng hơn thua cho bằng được, để rồi khiến cho sự việc đi quá xa. Công kích đối phương, bạn có thể thắng, nhưng chắc chắn về tình cảm đôi bên sứt mỉa sẽ khiến cho bạn chẳng hề dễ chịu gì. Bù lại, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh mang đến cho bạn mệnh có được cơ hội kiếm tiền một cách khả con. Trong ngày này, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, biết nắm bắt được đúng thời cơ kinh doanh, cho nên tiền mà bạn thu về không ngớt, đầu tư đâu là trúng đó, tiếp tục như thế này, chẳng máy mà bạn sẽ đếm tiền mỗi tay. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, dễ xảy ra tranh cãi với mọi người, ảnh hưởng tới hòa khí, tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy cần phải có sự kiềm chế cảm xúc, nhận nhịn là cách giải quyết tốt nhất. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa đừng có cố gắng hơn thua, công kích người khác cho bằng được. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có cơ hội kiếm tiền khả quan. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc thời cơ kinh doanh đã đến, tiền thu về không ngớt. Vài đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. từ vi tuổi dần thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính án chia chở, cho nên công việc của bạn có được sự thuận lợi, chính là điểm sáng của bạn trong ngày hôm nay. Bạn tuổi dần tìm thấy được niềm nhiều niềm vui trong công việc mà không ngừng cố gắng hết mình tinh thần làm việc hăng say giúp cho bạn càng ngày càng tiến đến gần hơn với mục tiêu của mình. Đồng thời bản mệnh tuổi dần cũng sẽ có thêm được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, ghi điểm với cấp trên và dành thêm điểm để xét tăng lương thăng chức cho bạn trong thời gian tới nữa. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc cái điều này khiến cho các cặp đôi dễ phải xích mích khi quyết định công khai cái mối quan hệ về tình cảm của mình. Từ trước tới giờ, bạn vẫn cho rằng yêu là chỉ chuyện của hai người, nhưng giờ bạn lại thấy có lẽ yêu không công khai là điều không khôn ngoan chút nào nữa. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, sự nghiệp được thuận lợi, tìm được niềm vui trong công việc, từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không ngừng cố gắng hết mình với công việc mình yêu thích tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày càng đến gần hơn với mục tiêu đã đặt ra tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim các cặp đôi dễ gặp phải xích mích khi quyết định công khai mối quan hệ về tình cảm Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. từ vi tuổi mão thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão, xem tử vi cho thấy bà tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cho nên, bạn đang có được cái vận quý nhân nâng đỡ, cái chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển một cách hết sức thuận lợi. Đặc biệt là, đối với những bạn đang quản độc thân, sẽ có thêm nhiều cơ hội để tìm được một nửa mình yêu thương trong mối quan hệ xã hội. Và với bà tuổi Mão, ngày này cũng đang gặp ngày của thiên ấn chiếu mệnh, bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với không ít những thách thức trong công việc. Dù chặng đường đang đi, có không ít khó khăn, vất vả, nhưng bạn hãy động viên bản thân mình, nhìn vào tương lai ở phía trước để cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Chẳng ai ngồi không lại được hưởng lợi, những nỗ lực của bạn đều được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Mão lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy về tình hình sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Bạn đang cảm thấy rất mệt mỏi. Thời điểm này, bạn có thể xuất hiện cảm giác chán ăn, mất ngủ, cơ thể lúc nào cũng uể oải, thiếu sức sống. Bạn cần phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để hiểu được cơ thể của mình nữa về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tình cảm tín triển thuận lợi đôi lứa hòa hợp từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang còn độc thân có cơ hội thoát kiếp lịa bóng từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ công việc có khó khăn có thách thức từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc cần phải nỗ lực thật sự cho tương lai ở phía trước. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, đừng có bao giờ chủ quan với những tín hiệu bất thường của cơ thể. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, thứ tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Nhắc nhở bạn tuổi thìn cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ, thiếu tập trung, lơ đạn trong mọi công việc nếu không muốn bản thân vướng phải những rắc rối không đâu. Nếu ngay đến chính bạn cũng không biết mình đang làm gì thì chắc chắn sẽ mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, dù chỉ có một vài sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho bạn bị đánh giá thấp về cả quá trình mà mình đã đi qua. Càng trong thời điểm quan trọng thì với bạn tuổi thìn càng cần phải tập trung trí lực và nỗ lực tối đa hơn nữa. Ngày này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy về sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn hãy sắp xếp thời gian để cho công việc không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của mình. Hãy nghỉ ngơi khi cần thiết nữa. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh họ cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ lơ đảng trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ dễ vướng phải những rắc rối không đáng có làm cho mắt tập trung trong công việc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hiểu rõ về những điều mà mình làm cần phải cố gắng hơn sẽ giúp cho bạn tiến xa hơn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim sơ suất nhỏ cũng khiến cho công sức của bạn đổ sông đổ bể tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đừng có để cho công việc ảnh hưởng tới cuộc sống về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này gây ảnh hưởng rất nhiều tới con đường công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay cái việc đầu tư công sức vào những mối quan hệ không được hiệu quả khiến cho bạn gặp rắc rối vì không thể nào làm việc ổn định liên tục cố kẹo quấy phá làm hư hỏng nếu không thì cũng nhờ vả ăn cắp thời gian của bạn nữa bù lại trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tương hội đây là tin mừng cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay các cặp đôi càng ngày càng thấy được mức độ gắn bó của mình với đối phương càng khang khít hơn khó có điều gì có thể ngăn cách được hai bạn lúc này tuy nhiên Đừng có lúc nào cũng nhìn đời qua lăng kính màu hồng mà kẻ bạn lại bị thực tại kiếu ngã lúc nào không hay. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Về phương diện tài chính của bà tuổi Tỵ đang có những dấu hiệu khởi sắc trở lại và bạn nên duy trì tình hình này cho đến cuối tháng nếu như không muốn cháy túi trong thời gian sắp tới. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh họ, con đường công danh, sự nghiệp của bạn gặp nhiều cản trở. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, đầu tư công sức sai lầm vào mối quan hệ không lành mạnh, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc dễ bị người khác lợi dụng hoặc là nhờ vạ không chính đáng, tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tình cảm có nhiều tin vui, đôi lứa thêm gắn bó hơn, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, tài chính được khởi sắc nhưng cũng không nên tiêu xài quá phung phí. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành mùi ngoại nhị hợp cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày đào hoa nở rộ đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân bạn có được nhiều cơ hội lựa chọn đối tượng hẹn hòa tuy nhiên với bạn tuổi ngọ phải luôn nhớ rằng tất cả mới chỉ là ở mức thăm dò quen biết. Muốn tín xa hơn nữa thì phải cần có thời gian để tìm hiểu chính chắn, kỹ càng. Thế nên bạn đừng có vội vã, quá vò vập sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, nhanh tới nhanh đi nữa đấy. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được tinh thần phấn chấn, thoải mái, giúp cho bạn mệnh phát huy được hết sức của mình. Dù có khó khăn trước mắt cũng không khiến cho bạn chùn bước mà ngược lại còn mang tới kết quả tốt đẹp hơn cho bạn nữa với ba tuổi ngọ bằng chính năng lực của mình bạn đã giành lấy cơ hội để được thăng tiến trong thời gian tới sự linh hoạt trong cách ứng biến của bạn mệnh cũng gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên bạn mệnh được trao cho thêm nhiều trọng trách để tiếp tục thể hiện mình hơn nữa vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đào hoa nở rộ có nhiều cơ hội lựa chọn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nên thận trọng trước khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tinh thần phấn chấn để phát huy hết sức mình tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ giành được cơ hội thăng tiến bằng chính năng lực của mình tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc gây được ấn tượng sâu sắc với cấp trên về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là với ba tuổi mùi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh trao cho bạn có được những cơ hội phát tài phát lộc nhất là đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán cái việc buôn bán của bạn được thuận lợi vô cùng bản mệnh có thể sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ cho bạn và gặp được đối tác làm ăn thích hợp hợp tác với nhau trên nền tảng cùng có lợi và với bạn tuổi mùi hôm nay có thể nói là một ngày vô cùng may mắn với bạn nếu như bạn thực hiện những kế hoạch về thuyết phục khách hàng đầu tư hợp tác ký kết hợp đồng bàn bạc điều kiện làm ăn sự kết hợp của sự chân thành thẳng thắn tự tin trầm ổn và khả năng ăn nói tài tình trình bày thông minh sẽ giúp cho bạn tuổi mùi giành được kết quả mà ngoài sự mong muốn của mình nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi theo hại thượng lạn ông hôm nay là ngày 12 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân mép tóc mắt cá ngoài chân vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này Ngày này là một ngày thuận lợi để cho bạn xuất hành đi xa. Vì vậy, bạn cũng nên ưu tiên để xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng Tây Nam để tăng thêm vận may cho mình. Về từ vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim có được cơ hội cải thiện về tình hình tài chính từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy được quý nhân trợ giúp trong công việc kinh doanh từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa thời điểm thích hợp để cho bạn thực hiện những kế hoạch về thuyết phục khách hàng đầu tư hợp tác ký kết hợp đồng từ vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, tài lộc được dư dả, buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, năng lực cá nhân, giúp cho bạn đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang có được sự nhanh nhẹn, thông minh và giỏi thích nghi giúp cho bạn có thể đạt được những điều mà mình muốn nếu duy trì được sự hứng thú ban đầu của mình. Hơn nữa, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, bạn biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau nhờ thế mà dễ dàng khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng khi tiếp xúc với bạn nữa ngày này với bạn tuổi thân có được chính tài trợ mệnh cho nên bạn mệnh không còn quá lo lắng vì vấn đề về tiền bạc thu nhập của bạn vẫn đang ở mức ổn định không chi tiêu hoang phí thì không có vấn đề gì lớn xảy ra bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh mang tới cho bạn có được tâm trạng vui tươi phấn khởi lại có dịp nâng cao thu nhập như thế này cho nên bạn cũng khá chi là rộng rãi trong việc chi tiêu cũng như là đối nhân sự thế đối đại với bạn bè người thân người thương đều rất thoáng quà tặng mua đồ hay là chiêu đại vui chơi ăn uống đều chẳng cần phải suy nghĩ chút nào về tử vi tuổi giáp than thuộc mệnh thủy có thể đạt được những thứ mà mình mong muốn nếu như duy trì được sự hứng thú. Tử vi tuổi bính than thuộc mệnh hỏa biết cách làm hài lòng mọi người trong những tình huống khác nhau. Tử vi tuổi mậu than thuộc mệnh thổ không phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc nhờ thu nhập được ổn định, từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, tâm trạng hứng khởi, phóng khoáng khi đối nhân sự thế, từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim, sẵn sàng chi mạnh tay cho những người yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, hỗ trợ cho bạn rất nhiều để hoàn thành những mục tiêu về doanh thu, những dự án đầu tư trong ngày hôm nay rất thuận lợi. Trong ngày này, người làm kinh doanh sẽ được nhiều người giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Nếu như bạn biết nắm bắt được cơ hội này thì bản mệnh sẽ đạt được bước tiến xa hơn nữa về phương diện sự nghiệp của mình. Tuy nhiên với bạn tuổi dậu, trong ngày này có một điều cần phải lưu ý khi làm việc nhóm là không ai có thể phủ nhận tài năng của bạn nhưng không đồng nghĩa với việc bạn có thể áp đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người khác. Bạn hãy biết tôn trọng ý kiến của những người khác nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, báo hiệu cho bạn trong chuyện tình cảm lứa đôi, có được sự giạt rào, cảm xúc, thăng hoa đủ đường. Bạn nghĩ cần ở bên người đó thì có bao nhiêu những khó khăn của mình đều sẽ tan biến nhanh. Cuối ngày hãy dành thời gian nghỉ ngơi, hẹn hòa cùng nửa kia, tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn cùng chia sẻ về một ngày dài cũng như là động viên nhau để cố gắng hơn nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy hoàn thành xun sẻ các mục tiêu kế hoạch trong ngày tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa được giới thiệu các mối làm ăn khả quan cần phải nắm bắt đúng cơ hội tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đừng có lúc nào cũng áp đặt những suy nghĩ của mình lên người khác tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, tình cảm lứa đôi dạt dào cảm xúc, thang hoa đủ đường. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tốt đang có điểm báo có thể sẽ phải đối mặt với sự tổn thương về tình cảm do đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất xịu mùi gây ra. Với những bất an ở trong lòng càng khiến cho suy nghĩ rằng mình đã cho đi nhiều nhưng khi nhận lại thì chẳng được bao nhiêu trong bạn rõ ràng hơn bao giờ hết. Bạn tuổi tuất không biết liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu, nhưng sự mệt mỏi và nản lòng cứ lớn dần lên ở trong bạn. Nếu như bạn cảm thấy quá mông lung, hãy thử dành cho cả hai một khoảng lặng ngắn để bình tâm lại suy nghĩ, xem xét lại mối quan hệ này xem sao. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất, cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, ngáng trợ vận trình của bạn. Bạn đang để cho bản mệnh bị nhiều chuyện cá nhân ngoài lề, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, làm cho bạn mất tập trung. Bạn cần phải phân biệt rõ ràng việc công và việc tư để mọi thứ không bị lẫn lộn cũng như là tác động xấu đến nhau. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa phải đối mặt với sự tổn thương trong chuyện tình cảm từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, chua đi nhiều nhưng không nhận lại được bao nhiêu. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, mông lung trong chính chuyện tình cảm của mình. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, việc công, việc tư lẫn lộn, không có đủ được sự tập trung. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, cần phải sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ mang đến cho bà tuổi hợi có được nhiều niềm vui bất ngờ bà tuổi hợi bạn có được một ngày tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim chẳng có gì phải lo lắng muộn phiền cả cùng trong ngày hôm nay, bạn mệnh tuổi Hợi dễ dàng được quý nhân dìu dắt và dẫn đường chỉ lối để tìm ra phương pháp đúng đắn nhất. Công việc hiện tại tuy chưa thể nói là thăng hoa khởi sắc trọn vẹn, nhưng cũng dần có được những chỗ đứng riêng, tạo dựng được uy tín cá nhân của mình. Tuy nhiên, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày của chính quan độ mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Hợi đừng có quên trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Bạn là người nhiệt huyết trong công việc nhưng đôi khi vì thiếu kinh nghiệm cho nên có thể làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Bạn cần phải thật tỉnh táo kẹo sự nhiệt tình của bạn lại trở thành thảm họa đối với người khác. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tài chính được dư giả, thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tình cảm được xuân sẻ, không có muộn phiền. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, được quý nhân giúp đỡ, trị dẫn đường đi lối bước. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, dần tạo, dần tạo dựng được chỗ đứng riêng và uy tín cá nhân. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, nhiệt tình là tốt, nhưng cần phải tỉnh táo và khôn ngoan hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.